Táo đỏ ấy, nào cho cháu một tí ạ. Mà nó này mau. Cháu 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 hai viên bi. Cháu 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 thôi cái chai con, cái chai của ông Huệ này có phải cái chai không? Chai ông Huệ ở trên kia đấy mà. Ta hạ xuống cái chai kia vậy. Đường. Yeah.
bác đốt xà giá bác sẽ lấy gà đi không lấy đâu nó cháy hết rồi để đây cỡ khác nó cháy ba cứ đứng ngồi đứng đâu rồi.
em còn đăng chi cho cháu các cháu nói. Với lại đấy chưa cho mình cốc này đấy, đấy lúc rồi nó đang ăn nghèo nhạt không mai cũng chạy người vô nói em cũng hay nói thôi. Nói mà không thừa thì không sao cả, nói thì nói được. Nói mà cười không ngang. Nhà đi hai. Ba đi. Làm không biết phải như thế. Không chừa mẹ. Ba cơ. Ba cháu. Ba mang đồng đến là các cháu đến nào bà đến năm. Đây. Bảy đến lúc năm. Các bà ơi cho chị cháu à. Thế là bà đi. Bớt con đàn đi để đi nhá. Đi nào bà. Ờ, ăn đi, con cháu đấy. Thầy đàn, để lấy cho cháu. Con có đi lên bớt rồi, bắt đi cho phía. Cú ở đâu? Cú ở đâu? Cú ở đây. Ta đây ăn nước khoai với ngô. Cú. Này, cú ơi. Ê, tớ cái con nha. Ba cho nước khoai rồi. Cháu có tích cơ mà. Đây đây. Đưa cho ba thôi miếng đấy. Nước. Nước đấy cho ba vậy. Này bố ơi. Đây bố. Này bố ơi. Này bố ơi. Gói bánh ấy. Tất cả đây nghe. Cúc miếng tầm nước mẹ. Bố đây ăn. Bố đây ăn. Bố đây ăn nha ngay ngô. Ngồi đi bố. Cái khoai đây. Đây bà cho này này. Bạch thơ thôi. Cái ấy nó túi là bẩn. Đây cho cháu phải lấy. Ba phụ làm gì. Bà Mai. Bà Mai con này. Bà Thơm ơ ba ba tuổi ơi. Bà Thơm ơi. Đưa đây đưa đây cô đưa đây để bóc ấy cho mình. Không phải nhà ba kia không? Ai nhà ba người ấy một. Ôi giời. Ăn xong lấy miếng thịt mỡ cà ra cái này mới mua mới cháo.